Chào tất cả mọi người. Nãy tiểu tử anh cả có đi qua nhà anh này, anh tên gì ta? Anh Hùng. Qua nhà ảnh thì nhà ảnh cũng rất là nghèo luôn, cũng không có giàu có gì hết. Ảnh trên tay thì ảnh cũng cầm cọc với số. Mà qua nhà ảnh định quay ở bên nhà ảnh, nhưng mà cũng có mẹ anh ở nhà thì cũng không quay được. Thì mời ảnh qua đây để nhiều khi nói chuyện cho mọi người hiểu nhau. Anh cả chào mọi người cái anh cả. Rồi, lần đầu tiên cho mình gửi lời xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu trên kênh Loto LGBT với lại Thảo Sài Gòn Vlog nha. Thì cho mình cũng xin gửi lời chào chị Liễu Nguyễn. Thì hôm nay cũng đến đây với lại tiểu tử với lại Hùng á, thì cũng muốn sáng tỏ một việc, nó là như thế này. Thì bây giờ cũng xin chào chị Liễu Nguyễn. Thì cách đây khoảng thời gian tháng mấy, hai tháng gì mình không có nhớ rõ chính xác. Thì bữa đó mình có quay gì chết ở đây, cũng là ngay đây luôn. Thì mình đang quay gì chết, mình đang nói chuyện với lại gì chết. Thì có một đứa em bán vé số bị có tật, đi ngang trong cái ống kính lúc mình đang quay gì chết thì khoảng tầm 10 giây thôi. Thì nói thật ra thì mình cũng không có để ý đến thằng bé đó nữa. Mình cứ lo nói chuyện, mình chú tâm về gì chết thôi. Thì mình có giỡn với thằng bé, mình hỏi đó, thằng đó là ủa con biết bà này không? Thì thằng đó nó nói biết cái chú, bảo là idol mà nổi tiếng trên mạng mà. Rồi xong thì anh chỉ nói với là thằng đó đơn giản vậy thôi, thì thằng đó nó mới đi. Thì sau khi mà nấp cái clip lên thì chị Liễu Nguyễn ở bên Mỹ chỉ có coi, chỉ thấy cái clip đó thì chỉ thấy cái thằng bé nói chuyện rất là tội nghiệp. Chị mới nói chuyện với anh đó, anh cả ơi, anh kiếm cái thằng bé đó nó gửi cho em 2 triệu, em tặng cho nó 2 triệu. Thì anh có nói với là chị Liễu, em không biết thằng đó là ở đâu. Thì chị Liễu chỉ nói về thôi, thử qua anh hỏi chị Thảo giùm coi có biết không. Thì anh có nói là thôi để anh qua anh hỏi chị Thảo. Thì nói chung anh cũng có qua hỏi chị Thảo. Thì chị Thảo nói em cũng biết nữa, thì mà thôi anh để số điện thoại lại đi, nếu mà em có gặp em điện cho. Thì anh mới để số điện thoại lại cho chị Thảo. Thì qua ngày hôm sau chị Thảo có điện cho anh. Chị Thảo mới nói với anh đó là có thằng bé rồi. Thì qua ngày hôm sau nữa thì anh mới qua. Thì anh qua thì anh mới gặp tiểu tử, đúng không? Được. Thì chị Thảo nói tiểu tử biết nhà thằng bé nó ở đây nè. Thì anh mới nói, mới nhờ tiểu tử dẫn vô. Thì nhưng mà trước hết thì cũng cho em xin lỗi chị Lê Nguyễn, đây là một cái bài học cho em. Thật sự em nói đó là cũng là cái lỗi của em, là em quá ẩu ngày đó, em đúng em phải xem cái clip lại. Thì đó là em sai, cái là em trao cái tiền mà chị tặng cho cái thằng bé đó là em trao sai cái nhân vật. Thì em sẵn đây thì em cũng xin lỗi chị đừng có buồn. Thì tiểu tử mới dẫn mình vô gặp thằng Hùng này, đúng không? Gặp thằng Hùng này thì vô á, chú nhắc từ từ ha, con nói giùm chú nha. Thì vô thì tiểu tử dẫn vô là nhà của thằng này. Thì nó thật sự vô thì gặp thằng Hùng thì chú có chào con đúng không? Dạ. Thì chú có hỏi con á, là cách đây 2-3 hôm chú quay gì chết con đi ngang đúng con không? Con trả lời là đúng. Dạ. Đúng không? Nhưng mà thật sự không phải là con. Dạ. Nhưng mà chú nói cho con nghe nè, cái này thì chú góp ý thôi. Thì nói thật ra đúng là chị Lê Nguyễn chị rất là thương con. Đúng ra nếu mà thật sự mà bữa đó con đừng có nói cái câu mà chú hỏi có phải con không á, mà con nói là dạ con, mà thật sự không phải là con trong cái video đó. Đúng là chị Lê Nguyễn á, nhờ chú á, đi mua cho con 2 cái bảo hiểm xong rồi cho con thêm 10 triệu nữa, đó là chú nói thật luôn á. Mà chị giận cái câu mà con nói là con, khi mà rồi vô tình á, chị Lê Nguyễn chỉ mới xem lại cái clip của Hưng Trần á, quay lên thì thấy con chạy xe đạp ra đây. Đó thì giống như chị nói là con gạt chú với lại tiểu tử đây, hiểu không? Cho nên á thì cái sự việc này á, 1-2 tháng nay á, tiểu tử bị chửi rất là nhiều, rồi chú cũng bị chửi nữa. Đó cho nên á hôm nay thì chú cũng muốn nói cho nó rõ cái sự việc nó là như vậy. Chứ không, cái nhân vật đó không phải là con, mà con cũng nói là con. Thì chú không có đổ thừa con, nhưng mà người có lỗi cũng là chú. Đây là mình cũng xin lỗi trên cộng đồng. Thì mình cũng xin nhận lỗi với lại chị Liễu Nguyễn luôn. Thì chị ơi, thì cái sự việc này em cũng không ngờ hôm nay thì nó khơi bài trở lại. Thì thôi em, trước đây em cũng sơ sót cái vấn đề đó, em trao tiền mà nhầm lẫn cái nhân vật á. Thì cái 2 triệu đó thôi để em sẽ gỡ lại, trả lại cho chị. Chị cũng đừng có giận em, cái đó thì em thật sự xin lỗi chị. Thì lần này thì em cũng rút kinh nghiệm đó, thì đó tiểu tử nói gì đó thì tiểu tử nói đi. Em cũng... tiểu tử nè, nói nghe nè. Ví dụ bữa anh nhờ em vậy đó, yeah. Là em có cố, anh nói là anh em nha, anh yeah. Nói là em có cố ý là giống như em
ý em muốn giúp thằng Hùng mà để giống như ở trên mạng người ta nói là em trao đổi nhân vật, không hiểu không? Nói như vậy em. Thì đó cho nên anh cũng nhức đầu nhức cổ về vấn đề đó. Giờ nó nói vậy. Tại bữa đó anh Cả nói hẹn nó là 1 giờ trưa. Là anh Cả qua gặp nó thì em nói nó 12 giờ ngồi đây đợi, xong rồi 1 giờ là anh Cả cái rồi 1 giờ qua bên gặp nó. Bây giờ thì đó thì anh Cả nó hơi giờ á. Là đi lại nhà nó quay đi. Đúng không anh Cả? Đúng rồi. Rồi em mới dắt nó với anh Cả lại nhà nó quay. Đó. Còn quay ra là em không biết gì hết trơn á. Đó. Rồi giữa mà tiền anh Cả trao cho Hùng này 2 triệu thì có mặt em luôn, là thử anh Cả cầm tiền này trao cho Hùng 2 triệu chứ em không muốn cầm tiền trên tay chứ. Em nói cái tấm lòng vậy. Thì đây cũng là một cái rút kinh nghiệm và một cái bài học. Thì anh thì anh cũng có nghi vấn gì kiểu tử hết. Dạ. Nói thật anh cũng có những xấu gì hết. Nhưng mà đây là cũng là một cái bài học cho anh biết để anh tiếp tục trên con đường YouTube này. Để sau này mà lỡ như quay những hoàn cảnh khác mà có anh chị nào giúp đỡ và con khó khăn thì anh phải tìm hiểu cho đúng người. Cho nên cái theo qua cái clip này thì anh cảm thấy anh cũng có lỗi với lại chị Liễu Nguyễn. Có thì anh cũng thành thật xin lỗi chị Liễu Nguyễn. Nhưng mà thật thì anh thấy trong bình luận thì anh cũng rất là khó chịu. Người ta nói là Tiểu Ứng Tử gạt anh với lại chị Liễu Nguyễn. Anh nói với Ứng Tử hiểu không? Dạ. Nhưng mà có hay không thì Ứng Tử trả lời giùm anh. Dạ. Nó là vậy thôi. Không có gì hết nha. Em không gạt gì chứ. Em chỉ biết là con nói là ok anh Cả kêu là đúng 1 giờ là ok rồi anh Cả qua đây rồi nhắc một Hùng này với anh Cả qua nhà của Hùng rồi quay nó giữa hai người nói chuyện với nhau, em chỉ ngồi đó thôi. Rồi giữa anh Cả mới trao số tiền 2 triệu đó đem được cho anh Hùng. Ngoài ra em không biết gì. Anh Hùng chào mọi người cái đi. Chào mọi người. Giới thiệu với mọi người đây là anh Hùng, anh cũng chào mọi người. Anh là bán nhiêu số ngày, anh bán bao nhiêu tờ? Trăm mấy tờ hả? Anh thì hôm bữa là lý ra anh cũng hên là hôm bữa lý ra chị Liễu Nguyễn kêu tặng cho thằng bé nhưng mà tặng cho anh đó, nó có sai sót là anh hôm bữa là anh nhận 2 triệu đúng không? Dạ. Rồi sẵn qua cái clip này anh gửi cảm ơn chị Liễu Nguyễn đi. Cái trả cho em thôi chị Liễu Nguyễn. Vậy chú nói nghe nè, chị Liễu Nguyễn giận con cái gì không biết không, là chú hỏi con á, khi chú vô nhà con á, điện tử dẫn chú vô nhà con á, chú quay á, thì chú có hỏi con á là hôm bữa chú quay gì chết con đứng sau lưng có đúng phải là con nói đúng, thì giống như con gạt chú luôn rồi, hiểu chưa? Giống như con gạt chú là con gạt luôn cái người giúp đỡ cho con. Nhưng mà khi chú chở con đi mua cái thẻ bảo hiểm đó thì đến chỗ con đi bưu điện á, chú đứng ngoài chú quay đó, thì chị Liễu Nguyễn chỉ nhận dạng ra được. Rồi tối đó chỉ xem qua cái clip của Hưng Trần á, chị mới thấy là con chạy chiếc xe đạp ra đây. Tại sao nếu con có tật mà con nói câu quá thế vậy nha, giống như con bị què mà tại sao con đạp xe đạp được mà con không chạy. Để chú nói hết ra, để chú nói hết ra thì chị Liễu Nguyễn chỉ có phát hiện ra được, chú nói hiểu không? Thì nói chung là chị Liễu Nguyễn chị cũng hơi giận rồi thôi, chị cũng bỏ, chị nói thôi kệ, coi như em cũng có duyên với Hùng đi, là em á thì chị cũng giúp em. Nhưng mà sau này chị cũng hơi giận cái là tại sao em gạt chị luôn mà gạt luôn cả anh luôn. Nhưng mà anh cũng có lỗi cái là anh là người quay video thì đúng là anh phải tìm đúng cái nhân vật, nhưng mà anh cũng tin tiểu tử đừng có buồn, cái này là anh nói thật, anh cũng tin Tiểu Ứng Tử dẫn chưa đúng người, cho nên anh cũng sơ sót cái đó. Thì em cũng xin lỗi chị Liễu Nguyễn với lại trên cộng đồng mạng đó. Thì chú nói con á thì thôi sau này con cũng rút kinh nghiệm, hiểu không? Chứ thật sự nếu mà con nói mà hôm đó chú vô mà chú trao tiền cho con không đúng con á, mà con nói dạ không phải con chú ơi, chị Liễu Nguyễn sẵn sàng giúp đỡ con luôn. Nhưng mà chỉ giận con có một cái là tại sao con gạt con nói là con chơi là người, cái nhân vật đó, hiểu không? Đó, nhưng mà nói đi nói lại thì chú cũng sai, thì chú xin lỗi. Cái anh này, anh Hùng này là Hưng Trần nhớ rồi. Hôm bữa Hưng Trần có quay cái ảnh ngồi ở ngay chỗ cái góc này nè mọi người, thì ảnh bán giấy số mà anh cũng ít nói lắm, cũng có quay clip ảnh nhã nhã trong cái đoạn clip đó, cũng phớt qua ảnh. Thì ảnh cũng bán giấy số, một ngày anh bán bao nhiêu tờ? Trăm mấy tờ hả? Hôm nay bán được không? Còn mấy chục là hả? Không, nhưng mà thật sự thì hoàn cảnh của Hùng cũng rất là tội, không có đó thì giờ nói thiệt cũng tội nghiệp chứ cũng khổ lắm chứ cũng. Nhưng mà nghe nói anh có vợ phải không? Không có vợ luôn hả? Dạ con đang chờ. Không có vợ con hả? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 36. 36 không vợ con hả?
Ngày bán trăm mấy tờ là trăm mấy. Rồi anh lấy số tiền đó anh làm cái gì? Ăn uống. Ăn uống hả? Rồi có để dành gì dụng gì không? Để dành không được. Để dành không được sao vậy kỳ vậy? Hết tiền, ăn uống hết rồi. Ngày ăn trăm mấy, bán giấy số vừa đủ sống rồi. Rồi sao không đi, đi dép vô mà đi trên đất vậy? Mày dép không được. Ồ vậy hả? Quen luôn rồi hả? Nói chung anh cũng tội nghiệp người ơi. Cũng hoàn cảnh bán giấy số luôn. Không biết làm sao bây giờ. Rồi bây giờ tặng lộn thì anh cũng may mắn. Lý ra anh không được tặng mà rốt cuộc bây giờ tặng lầm là anh nhờ vậy anh mới được tặng 2 triệu đó. Thấy cũng tội nghiệp người. Rồi thôi sự việc nó cũng lỡ xảy ra rồi. Cái này là do tặng lộn nhân vật chứ không phải là cái gì hết. Cháu Long, cháu Phụng gì không biết nữa. Nhưng mà tiền á đâu có lấy được đâu mà cháu Long, cháu Phụng. Có nghĩa là anh này anh đã nhận 2 triệu của chị Lữ Nguyễn rồi, là cái tiền là vô túi ảnh rồi. Giờ đâu có vô túi anh cả được mà cũng không có vô túi tiểu tử được. Thôi mọi người coi hỷ xã, cái này cũng do sai sót sự kỹ thuật là tặng lộn cho nhân vật mà vô tình thì ảnh được. Rồi rốt cuộc anh có kiếm cái bé mà tặng đúng không? Không kiếm được luôn. Rồi chị Liễu Nguyễn chỉ có nói về chỉ nói thôi anh cả ơi, thôi lỡ rồi thì coi như em cũng có duyên với lại Hùng đây đó. Thì thôi nếu mai mốt anh có gặp lại cái thằng mà nhân vật thật á thì anh cứ tặng cho bé đó 2 triệu giùm em. Nhưng mà thật sự thì cũng không gặp luôn, tới giờ luôn không gặp luôn á, là mình chứng tỏ là mình cũng không có duyên với nó đó. Thì nó thiệt ra từ đó giờ mình đi quay cửa vậy là cái anh kia anh đi phớt qua đây rồi chứ anh không có sống ở đây chị Liễu Nguyễn ơi. Nếu nó thiệt ra là đó giờ mà quý vị xem trên kênh của mình, trên kênh Đêm Trăng Sáng của mình á, cũng có nhiều, rất nhiều anh chị cũng nhờ mình đã cho tiền của cô chú thì nọ, mình trao là đúng nơi đúng chỗ, không có sơ sót, mình tìm hiểu rất là kỹ. Rồi sao lần này anh sai sót? Không, lần này mình nghĩ là tại vì ở đây mình cũng đến chơi thường quá, hàng ngày quá thì mình gặp chị Yến Tử rồi, thì không phải là đổ lỗi cho Yến Tử. Cái này là anh nói mình suy ra em đừng có buồn nha, cái đó là anh nói thiệt nha. Thì cũng tin theo lời Tử Yến Tử, tiểu tử dẫn đúng nhân vật, hiểu không? Cho nên mình cũng không có kiểm tra lại, nhưng mà đó cũng là cái bài học của mình. Thì mình cũng xin lỗi chị Lữ Nguyễn. Thì sau này nếu mà đặt ra những trường hợp này thì mình sẽ làm đúng cái trách nhiệm, mình phải tìm đúng cái nhân vật đàng hoàng. Anh, tại vậy. Tại sao anh không lấy vợ vậy? Cháu không ai ơn à? Ờ, bán giấy số vậy á, ngày bán mấy giờ tới mấy giờ? Bán tới khuya. Bán tới khuya luôn hả? Từ sáng bán tới khuya luôn. Ngày, vậy mà ngày bán trăm mấy à? Kiếm tiền ăn uống rồi. Nhỏ đi yếu thì đi nổi đâu. Đi đâu nổi đâu, đi đâu. Cái giò bị xong. Đi giờ yếu lắm. Nè, đứng anh đi thử. Đâu, anh đứng anh đi thử, anh cắt quốc giùm em coi. Cắt quốc đi đó. Chứ... Cái gì á? Chứ sao đến tầng hồi anh quay lại giùm em nghe, rồi đi vô coi. Cái chân ảnh cũng bị sao đó mà móng chân rồi nó hư hết à, chân bàn chân thì bị sưng mọi người ơi. Chân bị sưng nè, cái bàn chân này nè. Rút gân hết này nè, nó chân ảnh bị sưng ghê không? Đừng nghĩ đi ăn đấu được đâu. Đi ba đi nhanh té. Nhanh té. Cho bán số luôn. Không nó bị rút gân. Đây nó chỉ mua số cho em. Bán còn nhiều giấy số hả? Nhiều số mà giờ còn nhiêu đây giấy số hả? Ủa vậy là hôm nay bán ế rồi. Chú nói cho mấy chục tờ. Qua cái clip này á thì thôi đây cũng là lần đầu tiên chú bị sơ sót cái vấn đề này, thôi chuyện nó cũng lỡ rồi. Hai tử ha, thì mình có lỗi thì mình cứ nhận lỗi. Anh nói đúng không thì cũng tử, ví dụ anh sai với lại cộng đồng, anh sai với lại chị Lữ Nguyễn thì anh nhận lỗi. Ví dụ em sai thì mình nhận lỗi có gì á, mình sai mình còn mong cho người ta góp ý mình nữa, mình cảm ơn người ta nữa. Dạ. Mà cùng cũng vậy, Hùng sau này con cũng này là chú nói thật luôn. Ví dụ như sau này mà lỡ có trường hợp này xảy ra nữa thì đừng có nhìn nhận mà mình làm nhân vật đó nữa, hiểu không? Chú cũng giận con luôn cái bữa mà con nói dạ con đó chú. Chú nói con đúng không? Bữa chú hỏi con phải là con là người sau lưng chú quay dính gì chết, cái gì chết chú quay dính con, chú nói dạ con nè. Đó, chú còn làm như câu nói đó nữa. À, tiểu tử muốn nói gì trên cái clip này với mọi người không? Thì đó, đó, thì giờ chị Liễu Nguyễn ơi thì hôm nay thì nó cũng... nó rõ ràng vậy thì em cũng thành thật xin lỗi chị nha. Thì giờ hôm bữa thì em cũng trao lộn 2 triệu cho Hùng vậy đó. Thì thôi bây giờ 2 triệu đó em sẽ hồi lại cho chị. Thì chị thành thật và cũng xin lỗi chị nha. Rồi Yến Tử có nói gì đó em nói đi. Thôi mong chị Liên Nguyễn cũng có thông cảm, chuyển cho
cho cái người cái hồn nhà hồn nhân cũng tâm nguyện lắm, chị Nguyễn ơi, là sự gia đình rất là khó khăn nghèo chị, cũng như bán cái số nhá, thì không ngờ là trao tiền lộn thôi cũng không cảm được. À, anh cả tâm nguyện anh cả nha chị Liên Nguyễn, với em Liên Nguyễn có gì chị Liên Nguyễn cũng bỏ qua cho em nha. Năm mới em chúc cho chị Liên Nguyễn làm ăn phát tài nhận sự ý mà chị vui như nước nha chị. Vậy thôi, sự việc nó xảy ra thì tặng lộn người thì đã giải thích rất là rõ anh cả rồi, tiểu tử mời luôn anh Hùng tại đây giải thích cho mọi người hiểu rồi. Xin cái sự việc này nó khép lại để cho mọi người vui vẻ cuộc sống, với lời thứ hai nữa ăn Tết. Anh còn bao nhiêu tờ giấy số em mua hết cho anh, đếm đi. Lại cảm ơn như chị Liên Nguyễn. Dạ, cảm ơn chị Liên Nguyễn. À, dạ, 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 xin lỗi chị em nói vậy. Anh không có lỗi gì hết á. Em lỗi gì vậy? Dạ, cảm ơn được rồi. Dạ, cảm ơn. Tại vì lỗi là lỗi cũng không biết lỗi nào. Nói là em lỗi dài. Lỗi dài nhận được 2 triệu bây giờ, nhận 2 triệu. Đó là anh được hưởng nhưng mà cái người không được hưởng có bị điêu tên hoài, riêng anh được hưởng thì không bị điêu tên. Còn nhiêu à? 27 tờ chị lấy cho bạn rồi, ông lấy 27 tờ đúng không? 27 tờ rồi, lấy hết cho ảnh ha. Thôi hơn chừng kết thúc clip ở đây nha mọi người, thầy đưa 27 tờ đi, đếm lại nữa, thấy không? Ảnh cũng chắc ăn lắm chứ đâu phải là không đâu. Này cái bằng chân ảnh bị sao nè, đó thấy chưa? Nó sưng ra mọi người. Chân ra chân thấy ghê. Chân nó đúng rồi sưng á, cái bàn chân của em nó có sưng, cái bàn chân này sưng. Chân sưng rồi. Cái đi mà sưng ra mà cái bàn chân của em hiểu không? Sưng mai bên là 27 tờ. Bao nhiêu tiền? 27 tờ là 270.000, cái là 7.000 nữa. 300 thôi. À, 297 cho 300. Rồi đưa 300 nha. Ok, thôi chừng kết thúc clip ở đây nha. Chúc mọi người vui vẻ, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, cái gì cũng vui vẻ đi. Vậy là chừng tặng cho chứng tử danh cả với bé Hồng nha. Thôi chừng kết thúc clip này trả tiền nha.